Tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày mai, hình ảnh dân công hỏa tuyến năm xưa sẽ được tái hiện sinh động và giúp người dân hiểu hơn về công tác hậu cần từ hậu phương đến tiền tuyến. Và đây sẽ là khối diễu hành đặc biệt và có lẽ chỉ xuất hiện trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Để có lịch sử ngày hôm nay, để có ngày chiến thắng vinh quang ngày hôm nay, dân và quân ta phải rất vất vả, vượt đèo lội suối, vác thồ, lương thực, thực phẩm và vũ khí để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Vâng. Thế là các chiến sĩ nhà mình cũng rất là vất vả đúng không nhỉ? Quá vất vả luôn, cùng quân và dân. Lần trở về thăm bác trên đất Điện Biên của Hương năm nay đúng vào dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Vì vậy Hương có dịp được bác đưa đi thăm bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong số hàng ngàn hiện vật được trưng bày tại bảo tàng, khu vực trưng bày những chiếc xe đạp thô thu hút nhiều người dân du khách tới tham quan, nhất là đối với những người trẻ như Hương. Em đến đây rất bất ngờ chị ạ, vì vượt qua những cái gì mà mình đã được học rồi, ông cha ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ và có thể chiến thắng được. Trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 tới đây, hình ảnh đoàn dân công hỏa tuyến và những chiếc xe đạp thô lần đầu tiên được tái hiện trong lễ diễu binh diễu hành. Những hàng hóa trên chiếc xe đã được giảm tải 1/3 trọng lượng so với thực tế trong chiến dịch. Những ngày này, trên nhiều tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ, người dân được chứng kiến cán bộ chiến sĩ khối dân công hỏa tuyến đang miệt mài, hăng say luyện tập. Khi được tham gia cái khối xe đạp thô này, thì bản thân tôi cũng như các đồng chí cán bộ chiến sĩ đã một phần nào cảm nhận được cái sự vất vả, sự cực khổ ngày xưa của ông cha ta và đồng thời cũng thấy được sự hào hùng, rực cháy trong quyết tinh thần quyết tâm chiến đấu của ông cha ta ngày xưa. Tham gia khối chiến sĩ xe đạp thổ, các cán bộ chiến sĩ đều phải dong xe từ khu tập kết ra đường tập. Thời tiết nắng nóng của Điện Biên những ngày này cũng không làm giảm ý chí luyện tập của toàn khối. Khi chúng tôi được lên đến Điện Biên với sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, tình cảm rạt rào của người dân Điện Biên, thì chúng tôi càng thêm quyết tâm để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ. Dốc Pha Đin chị gánh anh Thổ, đèo Lũng Lô anh Hò chị hát, dù bom đạn, xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Đội quân xe đạp thô xuất hiện ở Điện Biên Phủ là một điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh, không chỉ ở Việt Nam mà cả lịch sử chiến tranh thế giới. Những chiếc xe đạp thô tuy giản dị nhưng lại là minh chứng sống động cho tinh thần và ý chí quyết tâm không có gì lay chuyển được của một dân tộc trên con đường giành lại độc lập tự do. Điện Biên đang là tâm điểm của cả nước với một loạt các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự kiến hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi sẽ đổ về đây tham dự lễ kỷ niệm năm nay. Và nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, các nhà mạng lớn đã đảm bảo công tác chuẩn bị về hạ tầng cũng như nhân lực. Các nhà mạng như VNPT, Mobile Phone hay Viettel đều nâng cao chất lượng mạng và triển khai thêm các trạm phát sóng lưu động, đặc biệt là tại các địa điểm sẽ diễn ra sự kiện đông người như quảng trường 7 tháng 5 và sân vận động Điện Biên. Tăng cường nhân lực giám sát cả trực tiếp và trực tuyến để duy trì mạng lưới thông suốt, bố trí phương tiện, vật tư dự phòng để xử lý nhanh tất cả các sự cố phát sinh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đối với những cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến thắng này là niềm tự hào và mang theo nhiều kỷ niệm của những ngày tháng chiến đấu trên chiến trường. Tròn 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, có những cựu chiến binh đã hơn 90 tuổi, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự tự hào khi chia sẻ với con cháu những câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ăn cơm rồi thì hai cái cáng cuốc xẻng đi đào vào, mỗi người một nắm cơm đem theo đến 10 giờ đêm mới ăn. Tất cả những sự sống ở trên mặt đất là không tồn tại. Ăn, ngủ, ở đều dưới hầm hết, đi lại, ở chiến hào hết. Đau lòng và thương nhất là lính xung kích. Cái lính mà mình yểm hộ, mình bắn vào lỗ châu mai, bịt lỗ châu mai để cho bộ đội mình bò lên đây này, để nó khỏi bắn ra đây này. Thì phải nói là rất gian khổ. Thế nhưng mà thực tế vẫn không cản được hết. Bộ mình vẫn cứ chết, hết lớp lọ lên, không được thì lớp khác lại lên. Ông Trọng vốn đang là học sinh trên ghế nhà trường, song ông sẵn sàng xung phong để tham gia vào cuộc trường chinh không tưởng. Mỗi khi nhắc lại cuộc hành trình đó, cảm xúc trong ông như vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả sinh hoạt,
tất cả tinh thần, tất cả sức khỏe đều bị sa sút vì những cái khó khăn đấy. Khuyết một chân nào thì là mình làm khuyết cấp dưỡng thì xuống làm cô dưỡng, khuyết một người cấp pháo thì là phải trực tiếp ra cấp pháo. Cứ khó khăn thì khó, chồng chất khó khăn, nhàn rỗi một tí thì là mấy anh em ở trong đơn vị ấy là hát đi các cậu. Tôi vừa có một tí tay đàn thì tôi còn vừa đánh guitar vừa hát cho các vị nghe. Những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch lịch sử đều là những gương tiêu biểu có sức lan tỏa trong sự nghiệp giáo dục chủ nghĩa yêu nước, cách mạng cho các thế hệ sau, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cũng bởi vậy, chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Cái ngày lễ, ngày Tết thì coi như là đều coi như là các cái bác cao tuổi, bệnh hiểm nghèo được quan tâm nhiều hơn. Phân cấp, cấp thành phố, rồi cấp quận, rồi cấp phường thì coi như là đều có những cái sổ tiết kiệm, chủ yếu tập trung vào các cái bác khó khăn thì để trường hợp đặc biệt thôi. Những ký ức về 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non chưa bao giờ phai trong tâm trí những người lính. Những người lính bình dị mà anh dũng đã làm nên những trang sử hào hùng để thế hệ trẻ mãi mãi khắc ghi và tự hào, càng thấy quý giá hơn những giá trị mà thế hệ cha ông gây dựng. Quý vị, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ chính thức diễn ra. Hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt quan trọng này đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, lễ diễu binh, diễu hành lần này có sự tham gia của hơn 12.000 người và trong đó có hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân. Càng gần đến ngày lễ, các cán bộ chiến sĩ lại càng nỗ lực phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện và chấp hành kỷ luật thao trường để sẵn sàng cho lễ kỷ niệm. Thời tiết dù nắng nóng gay gắt, song không khí luyện tập trên thao trường tại Trung đoàn Cảnh sát Tây Bắc vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục với cường độ cao. Với mong muốn làm sao có thể thuần thục các kỹ thuật cá nhân với bước chân đều nhất, đẹp nhất trong ngày lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong quá trình tập luyện của chúng tôi thì gian lao khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng lấy đó làm động lực thì chúng tôi lại càng vươn lên nỗ lực cố gắng. Ngay từ trong quá trình hành quân lên Điện Biên, tụi tôi đã cảm thấy và nhận thức được tình cảm của đồng bào, người dân dành cho chúng tôi, cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lúc mà đi qua khán đài ạ, bọn em cảm thấy rất là xúc động, là hai mắt rất là rưng rưng luôn ạ. Em cũng nỗ lực để gọi là hoàn thành tốt, để cống hiến cho các người dân Điện Biên và cả nước để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo chương trình, các khối sau đi diễu hành qua lễ đài sẽ tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường tại thành phố Điện Biên Phủ để nhân dân cùng theo dõi. Quãng đường di chuyển diễu hành đường phố với quãng đường trên 4 km, các khối của lực lượng công an nhân dân đã đáp ứng được. Qua quá trình diễu binh diễu hành thì được đồng bào nhân dân rất là ủng hộ, rồi là cổ vũ động viên, và kết thúc quãng đường diễu hành thì toàn bộ lực lượng công an nhân dân đều đảm bảo sức khỏe 100% và đảm bảo an toàn về người, vũ khí và trang bị. Thì đây là một cái quá trình huấn luyện rèn luyện cực kỳ quyết liệt của cán bộ chiến sĩ trong hơn 4 tháng vừa qua. Một trong những tiết mục được trình diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 tới là màn biểu diễn chống hội của 1.000 học viên đến từ Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tiết mục được kỳ vọng sẽ tạo ấn tượng, điểm nhấn góp phần làm nên thành công của lễ kỷ niệm. Khi tham gia luyện tập dưới cái tiết trời nắng nóng thì ai cũng cảm thấy khó khăn, gian khổ. Nhưng khi đã là một thành viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân và của Bộ Công an thì nắng nóng, gian khổ chỉ là một chuyện rất là bình thường. Vì vậy, đối với chúng tôi, việc luyện tập hăng say đó là một sự trân trọng và biết ơn. Tất cả chúng tôi đều ý thức rằng đây là nhiệm vụ chính trị nên chúng tôi luôn tham gia với tâm thế là nó là cái vinh dự khi mà được lên đây để biểu diễn nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn 2 tháng tập luyện tại Hà Nội và Điện Biên, tuổi trẻ công an nhân dân đang nỗ lực miệt mài tập luyện với niềm tự hào và nhiệt huyết để góp phần vào thành công chung của ngày hội lớn 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.